chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ về chủ đề nghiệp và bệnh tật từ nghiệp xuất phát từ tiếng phạn ngôn ngữ thiêng liêng cổ xưa trong bản dịch nghĩa đen của nó chúng ta có từ hành động nó cuối cùng chủ yếu biểu thị hành động tạo ra hậu quả hoặc kết quả của hành động trong quá khứ ý nghĩa không phải là để trừng phạt một cá nhân mà là cung cấp những bài học cuộc sống thông qua trải nghiệm trực tiếp nghiệp của chúng ta đôi khi có vẻ như là một gánh nặng nhưng bởi vì chúng ta đã tự tạo ra nó và chúng ta đang tạo ra tương lai của mình chúng ta chắc chắn có sức mạnh để thay đổi sự đau khổ của mình chúng ta có thể biến nó thành nguyên nhân cho hạnh phúc lớn lao khái niệm về nghiệp không được phát triển để thuyết phục chúng ta cam chịu sự đau khổ vô vọng nếu chúng ta hiểu đúng khái niệm về nghiệp chúng ta sẽ tự động nhận ra rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống và bản thân chúng ta phải cố gắng vượt qua những vấn đề đó sự công nhận này cho phép chúng ta thiết lập sự độc lập thực sự. Trong trường hợp bị bệnh do nghiệp, chúng ta có thể hành động để diệt trừ ác nghiệp đang gây ra bệnh. Làm như vậy, chúng ta có thể làm cho bệnh tật biến mất. Cuộc sống tràn đầy sức sống, nâng cao năng lực chiến thắng bệnh tật. Tiềm năng chữa lành tự nhiên của cơ thể chúng ta được kích thích để sản xuất các hormone, enzyme hoặc kháng thể cần thiết. Chúng ta có thể đưa ra quyết định tốt nhất có thể về bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào và luôn trong tình trạng dễ tiếp thu để chúng ta đáp ứng tốt với điều trị đó. Bệnh nghiêm trọng có thể xảy ra đột ngột và có thể đến như một cú sốc. Hoặc đó có thể là điều chúng ta phải thử thách trong nhiều năm. Đây cũng là biểu hiện của nghiệp lực của chính chúng ta. Dù cảm xúc của chúng ta là gì, sợ hãi tức giận thất vọng hay phận uất điều quan trọng nhất là quyết tâm thay đổi bất cứ nghiệp nào mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ trong quá trình này chúng ta hiểu được những xu hướng sâu sắc bên trong của chúng ta đang kìm hãm sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta sau đó chúng ta có thể tạo ra những nguyên nhân cho một tương lai khỏe mạnh hơn hạnh phúc hơn theo nghĩa này Bệnh tật là đồng minh của chúng ta khi nó đưa chúng ta vào một con đường mới. Sức khỏe không chỉ đơn giản là không ốm đau. Sức khỏe có nghĩa là không ngừng thử thách, không ngừng sáng tạo. Một cuộc sống sung mãn luôn tiến về phía trước, mở ra những khung cảnh tươi mới. Đó là cuộc sống của sức khỏe thực sự. Một tinh thần bất bại là thứ cung cấp sức mạnh để tiếp tục thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước trong thuyết tâm linh nghiệp được xem như là thành quả do linh hồn chúng ta thu thập và mang đến cho kiếp này nó là một bản tóm tắt các kinh nghiệm và thử nghiệm đến từ các tồn tại khác hoặc tiền kiếp tất cả những kiếp trước của chúng ta đều mang lại cho chúng ta ít nhất một loại nghiệp chính nhờ nghiệp mang lại này mà nhu cầu luân hồi nảy sinh để trong những kiếp sau chúng ta có thể củng cố học hỏi và giải quyết và trưởng thành hơn với chúng các bệnh của nghiệp thường được gọi là bệnh nghiệp hoặc bệnh tật là hậu quả của các nghiệp trong quá khứ được phản ánh trong cuộc sống ngày nay thông qua những thay đổi về tinh thần tình cảm hoặc thể chất khi chúng ta bị bệnh nguyên nhân thường là do ngoại cảnh chẳng hạn như tiếp xúc với gió lạnh nhiễm virus xâm nhập vào cơ thể tuy nhiên khi chúng ta nói đến nghiệp chướng sẽ luôn có những yếu tố nội tại những tàn dư về tinh thần hoặc tình cảm của kiếp trước phát sinh trong kiếp hiện tại và nếu không được giải quyết chúng có thể tiếp tục tái sinh trong kiếp sau một căn bệnh có nguyên nhân hoặc hậu quả của chính nó trong tiền kiếp hoặc là hậu quả của việc vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc phổ quát được coi là một bệnh nghiệp báo đây có thể là một căn bệnh về tâm linh hoặc thể xác hoặc những kết hợp khác nhau của chúng các bệnh nghiệp chướng được gọi là bệnh tâm linh vì chúng chỉ biểu hiện ở mức độ phi vật chất tinh thần đơn giản là năng lượng và các phương pháp vật chất không thể xác định mô tả hoặc loại bỏ chúng bệnh nào cũng có quả báo rốt cuộc mọi căn bệnh đều có nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết và những hành vi không chính xác không tự nhiên và mục tiêu của mọi căn bệnh là mở rộng nhận thức của chúng ta để hoàn thành nghiệp của chúng ta do đó tất cả những bất tiện và khoảnh khắc đau đớn từ cảm lạnh thông thường đến ung thư không phải là sự tùy tiện của cơ thể không vâng lời của chúng ta khi bệnh tật xảy ra chúng ta không thể bỏ qua hoặc tạm dừng đối phó với nó cho đến một lúc nào đó trong tương lai cách chúng ta phản ứng với bệnh tật là chìa khóa dẫn đến kết quả đó có thể là cơ hội để đối mặt với bản thân và cách chúng ta đang sống và trở thành động lực để thay đổi tích cực do đó một căn bệnh có thể ám ảnh một cá nhân suốt cả đời và đôi khi trong vài kiếp cho đến khi người đó tự khỏi bằng hành vi phù hợp tự nhiên hoặc cho đến khi ai đó hiểu biết và có thẩm quyền hỗ trợ và chính cách tiếp cận này có thể giúp điều trị hoặc tự điều trị ngay cả những bệnh nghiệp nặng quá trình tương tự được lặp lại theo nhiều cách khác nhau theo luật nhân quả và có thể ảnh hưởng đến chúng ta trong các kiếp sau các bệnh nghiệp tiêu cực và rung động thấp rất có hại cho sự tiến hóa của chúng ta với tư cách là những sinh linh và theo một cách nào đó chúng cho chúng ta thấy rằng chúng ta không nhận được đủ ánh sáng thần thánh như chúng ta cần những căn bệnh này thường phát triển kết hợp và tương tác với một nhân tố khác của con người nói cách khác cần phải có một người khác tham gia vào hành động để bệnh nghiệp phát triển cảm giác tội lỗi quá mức là một yếu tố phổ biến góp phần gây ra một bệnh tim rất phổ biến mà đôi khi chúng ta thậm chí không nhận thấy bạn biết rằng người đó luôn cảm thấy có lỗi vì mọi thứ luôn xin lỗi và khóc lóc vô cớ người ấy mang trong mình rất nhiều tổn thương và đau khổ trong quá khứ những nạn nhân bị lạm dụng lừa đảo hoặc phản bội mà không thể chịu đựng được nỗi đau khổ này đến mức cuộc sống tương lai của họ ảnh hưởng đến họ với chứng trầm cảm hội chứng hoảng sợ và thậm chí là ung thư khối u tạo ra và thúc đẩy bởi những mối hận thù lâu dài một khía cạnh khác về các căn bệnh của nghiệp là tính thụ động của các hành động nó xảy ra khi cơ thể chúng ta tự làm đau mình theo nhiều cách khác nhau cho dù tự nguyện hay không thông thường thông qua các tai nạn và sự cố gây ra chấn thương đến nỗi đau và tổn thương nó có thể tiếp tục biểu hiện trong cuộc sống tương lai một căn bệnh nghiệp có thể là kết quả của những quan sát thụ động trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy những điều xấu hoặc nhìn thấy những hành động xấu xa mà không hành động chống lại nó rất có thể linh hồn của bạn có thể tái sinh thành một người mù nhận định này được ghi lại trong cuốn sách người chết của tây tạng mọi thứ lướt qua mắt chúng ta và không tạo ra động lực tích cực sẽ tạo ra trong tâm trí chúng ta một bể chứa nỗi buồn về một điều mà chúng ta có thể đã làm. Những lý do chính cho loại nghiệp này là một sự bất công. Khi bạn nhìn thấy một tình huống bất công và không hành động để bảo vệ nạn nhân, đôi mắt của bạn tích tụ những trung động tiêu cực đến mức chúng sẽ thấm nhuần suốt cuộc đời bạn đến đời sau các yếu tố cơ bản đất nước lửa và gió đại diện cho các lực cơ bản tạo nên vũ trụ chúng tạo nên cả thế giới bên ngoài hay môi trường của chúng ta và thế giới bên trong của cơ thể chúng ta đất là núi đá và cát trong cơ thể của chúng ta đó là da tóc móng răng và xương nước là sông và biển máu của chúng ta và các chất lỏng khác của cơ thể lửa là nhiệt lượng cực lớn được tạo ra bên dưới bề mặt trái đất làm cho núi lửa phun trào trong cơ thể chúng ta đó là nhiệt độ và tiêu hóa gió là tính lưu động của không khí quá trình hô hấp và trao đổi chất của chúng ta bởi vì chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau nên khi có bất kỳ sự bất hòa hay mất cân bằng nào trong môi trường của chúng ta đương nhiên cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng ta không thể thích nghi với những thay đổi của môi trường nó có thể khiến chúng ta bị ốm chúng ta đã trải qua nhiều sự cố của thời tiết trái mùa trong những năm gần đây virus và vi khuẩn sinh sôi ngoài việc khiến chúng ta dễ mắc bệnh sự mất cân bằng này có thể khiến chúng ta cảm thấy thất vọng và chán nản tương tự khi một bộ phận của cơ thể bị ảnh hưởng bởi bệnh tật các bộ phận khác sẽ tự động bị ảnh hưởng sự hiểu biết này về cơ thể như một sự cân bằng năng lượng có liên quan lẫn nhau được kết nối với sự cân bằng và năng lượng của trái đất có nghĩa là bất kỳ bệnh tật nào của một cá nhân đều có thể được nhìn thấy trong bối cảnh rộng nhất có thể cơ thể của một người không chỉ là một bộ phận máy móc biệt lập nếu chúng ta có thể quản lý để thiết lập một nhịp sống hàng ngày lành mạnh nó cho phép chúng ta đối phó với những phức tạp của cuộc sống hiện đại và có giá trị to lớn trong việc đóng góp vào cuộc sống của chúng ta ở cấp độ vật chất bệnh nghiệp được tạo ra khi một người cố ý hay vô tình hoạt động với năng lượng mà anh ta không thể xử lý mặc dù lúc đầu anh ta đạt được mục đích lợi ích của mình nhưng việc mà anh ta tạo ra những nghiệp chướng rất sâu nặng sẽ ảnh hưởng đến anh ta vào thời điểm hiện tại sau đó anh ta được bao bọc trong một khối năng lượng nghiệp chướng và không thể tiêu diệt được nó bằng sức mạnh của chính mình để được tự do anh ta bị buộc phải sử dụng các năng lượng này và chịu hậu quả do ảnh hưởng của chúng đối với anh ta và cơ thể những năng lực này càng mạnh nghĩa là sự mâu thuẫn với hành vi tự nhiên của một bản thể và hoạt động tự nhiên của cơ thể càng lớn, thì chúng càng được biểu hiện một cách gia dẳng và đau đớn. Do đó, nguyên nhân kích hoạt tạo ra các khối nghiệp là hành vi không chính xác, không tự nhiên của một cá nhân do hậu quả của sự thiếu hiểu biết có hệ thống. Một cá nhân thiếu hiểu biết lập kế hoạch và phạm trọng tội. Nhưng việc lập kế hoạch và thực hiện một hành động như vậy mâu thuẫn cơ bản với các nguyên tắc của vũ trụ đặc biệt là với tình yêu do đó sau khi phạm tội người đó không thể thoát khỏi những năng lực này sau đó người bị ảnh hưởng thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của năng lượng đen và ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và những người xung quanh thông qua những hành động phi tự nhiên hơn nữa nghiệp và bệnh tật cho dù là cảm xúc thể chất hay tinh thần đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời. Nên nhớ rằng những gì bạn cảm thấy trong cơ thể ngày hôm nay có thể không phải là quả báo mà là kết quả của những thói quen và lối sống sống. Trước khi cho rằng căn bệnh của bạn là do nghiệp báo, hãy tìm kiếm một người để có sự tư vấn về tâm linh. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Swim Flame 1177 Linh Hồn Sông Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của các bạn tại đó quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại